Nên dùng ân đức hóa thù hận Buổi tòa đàm sau sự kiện 11 tháng 9 ở New York Pháp sư Tịnh Không Đạo trưởng Chu Tước Đình Văn Phước Chi Biên tập viên tính báo Hồng Kông Hà Phú Di Biên tập viên tính báo Hồng Kông Địa điểm Hồng Kông ngày 15 tháng 11 năm 2001 Hôm nay ông Văn Phước Chi Ông Hà Phú Di của tính báo Chuyên đến bái phỏng Tịnh Không Đại Sư Lắng nghe giáo huấn. anh vừa từ nước Mỹ trở về. Tôi từ năm trước đi đến Đại học Tư Đảng Phước, tu nghiệp thêm một năm. Tôi cũng rất bay là khoảng cuối tháng 6 thì tôi rời khỏi nước Mỹ, cũng là rời khỏi từ New York. Trước khi tôi rời khỏi thì ở ngay bên cạnh trung tâm Thế Mậu, cho nên rất là may mắn. Trước khi rời nơi đó, tôi có một người bạn, anh ấy tên Brian, đã ở đó mấy ngày. Tôi với từ New York bay đến Âu Châu cho nên nhất định phải chuyển máy bay ở New York, do đó tôi liền ở đó mấy ngày. cho nên Thế mậu đại xá tôi đều đi qua mỗi ngày, ngồi tàu điện ngầm đến ngân hàng hối phong rút tiền, tôi đều dùng xe đó. thế nhưng rất may tôi không có lên trên đó, bởi vì trước khi tôi rời khỏi nơi đó, bảo an ở đó kỳ thực rất nghiêm nhặt. nếu như bạn là du khách muốn đi lên đó mà nói, bạn phải trải qua kiểm tra rất nghiêm nhặt, phải xếp hàng. tôi thấy người xếp hàng dài đến như vậy. Tôi thì không có thời gian để xếp Tôi liền nghĩ sau này có cơ hội tôi sẽ trở lại Không ngờ là vừa rời khỏi 3 tháng Thì không còn có cơ hội đó nữa Tôi cảm thấy vẫn là dường như có chút duyên phận với nơi đó Đi qua cửa mà không có vào Cũng không đi lên Thế nhưng cũng cảm thấy được mình rất may mắn Nếu như thêm vài tháng nữa đi qua Có thể là không như vậy rồi Hơn nữa may mắn chính ngay ở chỗ Năm trước trước khi đi đến Mỹ Cái trạm đầu tiên cũng là New York cũng là trước sau ngày 11 tháng 9, vào lúc đó Chủ tịch Giang vừa đến thăm viếng Liên Hiệp Quốc, Tôi liền đi để lấy tin Tôi liền từ Tư Đảng Phước Đến New York trước để lấy tin Sau đó bay đến miền Tây Cho nên có thể nói tôi đến và rời khỏi Đều đi qua New York Do đó tôi cảm thấy rất là đáng tiếc Khi nhìn thấy Ở New York Những chịu hành động Có tính phá hoại lớn Đến như vậy Người bạn Brian của tôi đến bây giờ Vẫn chưa cho anh ấy đi vào Toàn bộ khu vực đều phong tỏa cho nên anh ấy cũng rất là may mắn Anh ấy đã tránh qua được cái tai nạn này Nơi anh làm việc chính ngay đối diện với thế màu đại xá Vì vậy ngay lúc đó chính mắt anh cũng đã nhìn thấy tai nạn này Cho nên tôi cảm thấy đối với tôi mà nói là rất thiết thực Đã có bạn bè ở nơi đó Chính mình cũng đã từng ở qua nơi đó Cho nên tôi xem thấy Ngay ngày hôm đó xảy ra sự việc này Tôi cảm thấy vì sao mà thù hận Có thể đạt đến Mức độ này ngay sinh mạng của chính mình cũng không cần Phải làm như vậy Để tàn hại thị dân khác Vì vậy tôi không nghĩ ra được Cái vấn đề này Muốn lắng nghe cách nhìn của Đại sư Ngài Việc này Nho thích đạo Đều nói đến nhân quả Con người ở thế gian Không nên kết oán cừu đối với tất cả chúng sanh do oán thù báo thù quan quan tương báo vĩnh viễn không có ngừng dứt đây là việc rất đau khổ đáng sợ bạn xem ở Trung Quốc chúng ta những sự việc này những việc báo ứng này quá nhiều đồ nhà Minh Phương Hiếu Nho chính là một thí dụ rất rõ ràng. Việc này trong lịch sử có ghi chép Khi tặng tổ của Phương Hiếu Nho chết Tổ phụ của ông Chôn phụ thân của ông ấy Thì ngay trong lúc chôn Mấy ngày trước Ông liền thấy một giấc mộng Mộng thấy một cụ già mặc áo đỏ Cầu xin với ông Cụ già nói Dưới cái quyệt bộ kia Gia tộc của cụ ấy đều ở dưới đó Cả nhà của ông có hơn 900 người Hy vọng ông có thể dời thời gian An táng lại vài ngày Để họ dọn nhà đi Để chậm thời gian lại vài ngày Đại khái dường như đã mộng tới hai ba lần Tầng tổ phụ của ông Không hề để tâm Không hề cho đó là một chuyện cần lưu ý Thế là khi an táng Lúc đào cái quyệt này Dưới quyệt đều là rắn Quả thật là có hơn ngàn con rắn nhỏ. Thế là những con rắn này bị họ đào lên, bị phá hoại, số chết rất nhiều. Cho nên vậy sao? Đã khai những con rắn đó đầu thai vào trong nhà của ông, làm con cháu của ông. Chính là Phương Hiếu Nho. Chẳng phải Phương Hiếu Nho đắc tội với Minh Thành Tổ sao? tội với Minh Thành Tổ Minh Thành Tổ nói Tru di chính tộc của ông Ông nói Tru chính tộc cũng không hề gì Mười tộc cũng chẳng có sao Sau cùng Ngay đến thầy giáo của ông cũng bị giết chết Hoàng hoàng tương báo Vì sao ông phải có cách làm như vậy chứ Làm cho cả gia tộc đều bị tiêu diệt Chỉ vì một việc nhỏ xíu như vậy thôi Thực tế mà nói thật không đáng phải làm như vậy Vì sao họ phải làm vậy Là vì đến để báo thù Những việc như vậy Xưa nay trong và ngoài nước đều có rất nhiều, rất nhiều Hiện tại mọi người nói Tin tưởng khoa học Mê tín khoa học Đối với những việc quỷ thần này Thì luôn cho nó là mê tín Hy vọng khoa học phát triển hơn nữa Một ngày nào đó đem cái mê tín này khai mở ra Mọi người mới biết được Căn gốc là do đâu Tại vì sau khi những người này bằng lòng hy sinh chính sinh mạng mình bạn thấy phương hiếu nho thậm chí nghĩ đến sinh mạng của cả nhà cũng không mang đến vì do ông đến để bảo quán cho nên người một nhà này quan minh giảng đường ở lam đường đạo lão hòa thượng thọ giả đó là một đạo tràng nhỏ ngày trước tôi ở nơi đó giảng kinh qua hết hai tháng trên đường đường có một câu đối câu đối này rất có ý nghĩa trên câu đối đó viết là Vợ chồng là duyên Có thiện duyên, có ác duyên Tương báo lẫn nhau Câu đối kia là Con cái là nợ Có đòi nợ, có trả nợ Không nợ không đến Cho nên Đại sư Ấn Quang Xuất hiện vào đầu dân quốc Cuối nhà Thanh Đặc biệt đề xướng giáo dục dân quả Vào lúc đó tôi cũng không hiểu còn cảm thấy rất là kỳ lạ Ông là một đại đức trong nhà Phật Nhất đại tổ sư của tịnh Độ Tông Vì sao lại không cực lực đề xướng Phật Pháp Mà đi đề xướng nhân quả Vì sao dần dần tôi mới giác ngộ ra Đối với thế giới ngày nay Muốn cứu giảng lòng người Phật Pháp tuy là tốt Nho tốt, đạo tốt Không đến kịp không còn cứu kịp cho nên đại sư ngài đặc biệt ở ngay trong một đời cực lực đề xướng liễu phạm tứ huấn thái thượng cảm ứng thiên thái thượng cảm ứng thiên là của đạo gia an sĩ toàn thư cả đời của ngài cực lực đề xướng ba thứ này ba thứ này đều là giảng nói về nhân quả báo ứng liễu phạm tứ huấn làm cho bạn chân thật thể hội được đạo lý của nhân quả đó là chân tướng sự thật của nhân quả cảm ứng thiên giúp cho bạn đoạn ác tu thiện quay đầu là bờ trong an sĩ toàn thư là đặc biệt phải giới sát phải giới dâm dâm cùng sát là đầu mối của dạng ác kết cái oán thù đó là đời đời kiếp kiếp cũng không thể hóa giải được Thứ sau cùng là khuyên người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Cho nên cách làm này của Đại sư Ấn Quang càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nhất là ở trong xã hội hiện tại này. Loại giáo dục này cần phải mở rộng ra toàn thế giới. Con người nhất định phải hiểu. Hiện tại, mọi người đều thường hay nói khoa học phát triển, giao thông thuận tiện thế giới đã biến thành cái thôn địa cầu. Thôn địa cầu thì quan hệ đời sống của chúng ta sẽ rất là mật thiết. Cho nên, suy nghĩ vấn đề khởi tâm động niệm phải nên lấy lợi ích của toàn nhân loại trên thế giới làm tiêu chuẩn. Chứ vậy vấn đề mới có thể được hóa giải. Nếu như đó là bất cứ một vấn đề nào khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến lợi ích của ta, có lợi ích đối với quốc gia của ta hay không quốc gia của ta có lợi ích thì quốc gia khác không có lợi ích việc này ngay trong đó không thể không phát sanh xung đột nhất là một số quan niệm của phương tây đích thực là không giống với đông phương người phương tây mỗi câu mỗi lời đều nói đến cạnh tranh cạnh tranh này thật đáng sợ Cạnh tranh nâng lên một cấp Thì đấu tranh Đấu tranh nâng lên một cấp nữa Thì là chiến tranh Chiến tranh lại nâng thêm một cấp nữa Thì đó chính là ngày tàn thế giới Mà trong các tôn giáo nước ngoài đã nói Cho nên đây là tử lộ Chứ không phải là sanh lộ Người Trung Quốc gọi là Ngũ Luân Bác Đức Ngũ Luân Bác Đức tức là thiên đạo Là đạo của tự nhiên Cái gì gọi là đạo vậy? Đạo chính là một loại trật tự của tự nhiên. Pháp tắc của tự nhiên. Con người chúng ta có thể tùy thuận tự nhiên. Vậy thì khỏe mạnh thôi. Cho nên bạn xem việc ăn uống, việc đầy người Trung Quốc hiểu được. Mùa đông thì ăn mát. Tùy thuận tự nhiên mà. Mùa đông thì lạnh là mát mà. Cây trắng củ cải đều có tính mát. Mùa hạ thì ăn thứ có tính nhiệt. Tùy thuận tự nhiên, thân thể của bạn liền khỏe mạnh. Nếu như bạn trái ngược đó, Mùa đông thì bạn ăn nóng, mùa hạ thì ăn lạnh Thì bạn làm sao mà không bị bệnh chứ Bệnh của họ từ đâu mà ra, họ không hề biết Họ không tìm ra được nguyên nhân Ở nơi nông thôn Trung Quốc, bạn nói Họ bần cùng nghèo khổ Bất cứ dinh dưỡng gì họ cũng đều không hiểu Sống đến 8-90 tuổi, người khỏe mạnh rất nhiều Họ do nguyên nhân gì vậy? Bạn nói nước ngoài là quốc gia đã phát triển, Rất là giàu có. Năm 60 tuổi thì đã rất già nua, thể lực đã không còn khỏe nữa. Họ không biết được nguyên nhân là do đâu, không hiểu được tùy thuận tự nhiên. Cho nên người Trung Quốc giảng luân thường, luân thường chính là pháp tắc tự nhiên, quy luật của tự nhiên. Trật tự của tự nhiên. Phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thần, bạn bè, đó là trật tự của tự nhiên. Không phải do một người nào phát minh ra Cho rằng là đi là thứ của khổng tử Là sai lầm Cả đời khổng lão phu tử chính mình nói được rất hay Thuật di bất tác Ông không hề sáng tạo Ông đều là nói ra thứ mà Đại Đức Sư nói Chính mình không hề sáng tạo Tùy thuận tự nhiên Tùy thuận tự nhiên Có đắc ở tâm Đắc chính là được Tùy thuận tự nhiên chính là hành đạo Hành đạo có đắc ở tâm thì khai trí tuệ Bằng đối với đạo lý của vũ trụ nhân sinh Thông suốt, tường tận Đó là có đắc ở tâm Có đắc ở thân Thì thân tâm khỏe mạnh Cho nên, y học của Trung Quốc Mục đích chân thật của họ là Nói đến sống lâu Họ không phải trị bệnh Chú trọng sống lâu cái thứ hai là nó đến ngăn ngừa bệnh tật việc thứ ba mới là trị bệnh họ nói bạn có bệnh rồi làm thứ nào để trị cho bạn cho nên mục đích chân thật chính là sống lâu không bệnh việc này người ngoại quốc làm gì hiểu được đó chính là tùy thuận tự nhiên tùy thuận đại đạo có đắc ở thân thân tâm đều có đắc cho nên thế giới là một nhà nhà phật giảng hư không pháp giới việc này người thông thường rất khó tưởng tượng ra được hiện tại nhà phật gọi là mười pháp giới hiện tại khoa học gia gọi là không gian xác thực là do rất nhiều duy thứ khác nhau tạo thành trên lý luận mà nói là vô hạn độ. Chúng ta gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian, năm độ không gian. Trên lý luận gọi là vô hạn độ. Còn trên thực tế hiện tại nhà khoa học đã chứng minh lúc trước Hoàng Niệm Lão là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi đích thực chứng minh được có 11 độ không gian khác nhau đang tồn tại. Thế nhưng hiện tại Không biết làm thế nào đột phá. Nếu như đột phá được thì giới hạn của tầm mắt chúng ta được mở ra. Thí dụ bạn nói, thiên địa quỷ thần báo ứng lẫn nhau, vậy thì liền biến thành hiện tiền rồi. Cái chứng ngại đó sẽ không còn nữa. Đột phá được thời gian, quá khứ, hiện tại, dị lai. Thì vấn đề này giải quyết rồi. Bạn có thể quay về quá khứ, và có thể xem thấy dị lai, đột phá không gian. Đó là, trong tôn giáo chúng ta gọi là thiên đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo, thì bạn đều có thể xem thấy, đều có thể tiếp xúc được. Tâm nhìn đó đi được mở rộng ra. Phật Pháp gọi là mười Pháp giới. Bên ngoài mười Pháp giới còn có nhất chân Pháp giới. Phật nói được rất tường tận. Phật biết được những không gian duy thứ không giống nhau này từ do đâu mà ra. Từ vọng tưởng, từ phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. Khoa học gia tuy là phát hiện ra xác thực đang tồn tại, nhưng không biết được do đâu mà ra. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá vậy? Dùng thiền định. Thiền định chính là đem dòng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ. Công phu thiền định của bạn sâu, thì mặt đột phá của bạn rộng. Thứ bạn nhìn thấy sẽ nhiều. Công phu thiền định có cạn sâu, không đồng. Phát hiện sáu cõi cái sự thật này là ấn độ giáo vào lúc đó gọi là bà la môn giáo bà la môn giáo hiện tại trên thế giới chúng ta công khai thừa nhận họ có tám ngàn năm trăm năm lịch sử chính họ đó có hơn một ngàn năm lịch sử thế nhưng phần đông chúng ta thừa nhận họ có tám ngàn năm trăm năm lịch sử phật giáo mới có ba ngàn năm người ngoại quốc thừa nhận nó có hơn hai ngàn năm trăm ghi chép của người trung quốc chúng ta là ba nghìn không trăm hai mươi mấy cho nên ở trong các tôn giáo trên toàn thế giới cổ xưa nhất là hiện tại chúng ta gọi là ấn độ giáo thời trước thì gọi là bà la môn giáo bà la môn giáo nói đến sáu cõi luân hồi là trước tiên họ tu thiền định chúng ta tin tưởng họ có công phu thiền định tương đối cái sáu cõi này là họ nhìn thấy cái tầng thứ này Chúng ta gọi là Không gian truy thứ không đồng nhau Họ đã đột phá được, họ đã thấy được Tuy là thấy được Họ không thể giải quyết Họ không biết phải làm sao để hình thành Cũng không biết làm thế nào để giải quyết Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế Đem sự hình thành của việc này như thế nào Nói với mọi người Giải quyết như thế nào Cũng nói với mọi người Cho nên Phật dạy học trò Phải mở rộng tâm lượng không nên vì chính mình mà nghĩ Khởi tâm đầu niệm Đều phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh Đối với họ không có lợi ích Mọi người đều có thể mở rộng tâm lượng của mình Không nên vì lợi ích cá nhân của chính ta Cũng không nên vì lợi ích một cái quốc gia này của ta Khi ta vừa nghĩ là nghĩ ngay đến lợi ích của mọi người trên toàn thế giới Vậy thì thế giới này liền hòa bình thôi Cái quan kết này không thể quá giải hay sao Còn cái gì để mà tranh luận nữa Cho nên Người giàu có Là do bạn đời trước tu phước báo lớn Có phước Phải nên nhường để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng Cái phước báo đó là thật Vậy thì sẽ tự tại an vui Có phước riêng hưởng Xem thấy người khác trải qua đời sống bần cùng Đời sống đáng thương như vậy Chân thật là một người nhân từ Không thể nhẫn tâm cho được nếu như nước mỹ có thể hiểu được những văn hóa tinh túy này của trung quốc tâm lượng của họ mở rộng có thể cứu giúp toàn thế giới đó là ân nhân của toàn thế giới vậy phước báo đó sẽ rất lớn nếu như nói là mọi sự việc gì cũng đều phải phù hợp với lợi ích của bản thân nước mỹ không mang đến lợi ích của nhân dân quốc gia khác cái quán hận Đối địch này Sẽ không thể nào hóa giải được Nghe ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói Một nhà no ấm Ngàn nhà oán Đây là sự thật Từ xưa đến nay mà Chúng ta ở cái khu vực này Nhà của bạn đặc biệt có tiền Trải qua ngày tháng giàu có Người khác đều nghèo khó Người nào cũng hận bạn Mỗi người nhìn thấy bạn cũng không ưa Là đạo lý nhất định mà Nếu như bạn là người giàu có thường hay bố thí cho mọi người, thường hay lo lắng cho mọi người. Mọi người tôn kính đối với bạn. Vì sao vậy? Bạn giàu có, chúng tôi được hưởng nhờ. Chúng tôi hy vọng bạn càng giàu có hơn, chúng tôi được nhờ thêm chút nữa. Là không như nhau. Lúc trước thì giáo chúng, chúng, chúng tôi dạy chúng tôi dùng việc này để, để làm thí dụ. Người đó giàu có mà không có lòng nhân. Những người bên cạnh trong thôn của ông Xem thấy nhà của ông bị quả hoạn Đều đứng đó vỗ tay Cháy rất tốt, cháy rất tốt Vì giàu mà bất nhân Không phải vậy sao Nếu như bạn bị những cường đạo hoặc trộm lấy đi Họ đứng đó sẽ nói rất hay Tuyệt đối không giúp đỡ bạn Nếu như bạn thường hay giúp đỡ mọi người Thường hay cứu giúp mọi người Thường hay giúp đỡ mọi người Trong nhà bạn có bất cứ tai nạn gì Thầy đều đến giúp đỡ bạn Đạo lý là như vậy mà Từ trong một gia đình chúng ta có thể nghĩ đến một quốc gia cho nên nước mỹ đối với việc này chính mình phải nên bình lặng phản tỉnh vì sao phần tự khủng bố đối với ta mà không đối với người khác nguyên nhân rốt cuộc do đâu quán hận này do đâu mà kết thành nguyên nhân là do đâu phải trừ bỏ đi nguyên nhân này vậy mới là biện pháp thiết thực giải quyết phần tử khủng bố không nên dùng báo thù bạn báo thù qua họ cũng sẽ báo thù lại vĩnh viễn không có biện pháp giải quyết thế nên hay nói cách khác các bạn mãi mãi sẽ không thể trải qua được đời sống an định bạn thử nghĩ xem nước mỹ phát triển vũ khí hạt nhân khoa học kỹ thuật cao này đệ nhất ở thế giới cái thứ này có thể duy trì bá quyền thế giới của bạn hay sao người ở anh tôi xem thấy một tin tức nhỏ trên báo chí cách đói của người anh người ta dùng tem bưu điện mấy xu thì liền có thể làm cho cả nước gần như kinh hoàng bất an bạn đã bị đánh bại rồi bạn có nhiều hàng không mẫu hạm phi đạn để đi đánh người ta. Không thể đánh bại được người ta. Người ta chỉ cần tốn vài xu mua tem gửi vài bức thư thì có thể đánh bạn bại rồi. Cho nên chiến tranh hiện tại không phải như trước đây. lại đổi một hình thức khác. Kẻ địch ở đâu? Không biết được. Tìm không ra. Vậy mới là chân thật khủng bố. Cho nên chúng ta nhất định phải biết nguyên nhân ở chỗ nào, quốc gia nghèo thiếu là quốc gia khổ nạn phải giúp đỡ họ nhiều. Trong giúp đỡ, quan trọng nhất chính là giáo dục. Họ không có ăn, bạn giúp cho họ một chút cái ăn; không có mặt bạn tặng cho họ một ít quần áo mặc, chỉ cứu cấp nhất thời. Không phải là ký sách lâu dài. Ký sách lâu dài là phải dạy họ. Dạy họ khai trí tuệ Dạy họ có năng lực tồn tại Dạy họ kỹ thuật Trung Quốc từ xưa đến nay Có một câu danh ngôn Dân lấy cái ăn làm chủ Nhân dân có khổ hơn Chỉ cần họ có thể ăn được no Mặc được ấm Ai mà tạo phản chứ là chuyện không thể Đều bằng lòng trải qua ngày tháng an ổn Thực tế là họ ăn không no mà không ấm Bước quá không có cách nào đành tạo phản Thế nên chúng ta Không những phải chăm sóc đời sống của họ Thì chút nhất, nhất là chăm sóc giáo dục cho họ Cho nên tôi thường hay nói Một quốc gia xã hội Vấn đề căn bản nhất chính là Ở giáo dục Chúng ta xem thấy từ xưa tới nay xưa nay trong ngoài mỗi một quốc gia dân tộc đại thánh đại hiền của họ người nhất đảng thông minh họ làm cái gì đều là làm giáo dục không phải họ đi làm quốc dương không đi làm quan lớn không phải đi làm đại điền chủ làm kinh doanh lớn họ không làm những thứ này các ngài đều đi làm giáo dục tất cả tôn giáo đều là giáo dục bạn tỉ mỹ mà xem tôn giáo trên toàn thế giới đều là giáo dục Hơn nữa còn là Chính là hiện tại chúng ta gọi là Giáo dục xã hội đa nguyên dân quá Đối tượng bà họ giáo dục Không phân quốc tịch Cho dù là người ở một quốc gia nào Bạn đến học tôi đều dạy bạn Không phân chủng tộc Không phân tôn giáo Đây chính là ngày đây chúng ta gọi là Giáo dục đa nguyên dân quá Không là phu tử là làm việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là làm việc này. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi, Phật giáo suốt cuộc là gì? Phật giáo là giáo dục, xã hội, đa nguyên nhân hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là người thế nào? Là người làm nghĩa vụ dụ giáo dục, xã hội, đa nguyên nhân hóa. Cái đời ngài làm việc nghĩa, rất phấn chấn và dạy học dạy hết 49 năm không hề nghỉ hè không hề ngơi nghỉ một ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ giảng kinh đó pháp chính là lên lớp đó là kính nghiệp làm ra tấm gương cho chúng ta bạn từ nơi một nghề nghiệp nào chọn công việc gì bạn phải kính điền bạn phải đem công việc này phải làm cho được tận thiện tận mỹ tận tâm tận lực mà làm làm ra tấm gương tốt cho mọi người Nội dung của Ngài dạy là gì vậy? Chúng ta đem nó tổng kết lại mà nói về chúng ta ba việc. Thứ nhất, về chúng ta quan hệ giữa người và người. Vấn đề thứ hai là Dạy chúng ta quan hệ con người với hoàn cảnh tự nhiên. Giữa người và người đã xử tốt rồi, đấu tranh chiến tranh không còn. Nhân quả không còn. Người và hoàn cảnh tự nhiên xử tốt luôn, thì thiên tai không có, thiên tai nhân quả là do con người làm điều thứ ba quan hệ con người với thiên địa quỷ thần nếu dùng lời hiện tại mà nói quan hệ con người với sinh vật ở không gian duy thứ khác nhau chỉ cần làm cho tốt ba mối quan hệ này thiên hạ thái bình xã hội an định nhân dân hạnh phúc làm thế nào để thực tiễn vậy phải thực tiễn bốn loại giáo dục trung quốc thời xưa xem trọng Thứ nhất là giáo dục gia đình. Cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái. Nhà nho Trung Quốc nói rất hay. Lúc nào thì dạy trẻ nhỏ vậy? Khi mang thai là thai giáo. Bạn không nên cho rằng, không nên xem thường việc làm này. Khi mẫu thân mang thai, khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, ảnh hưởng tới đứa bé đó. Cho nên, đang lúc mang thai, tâm niệm của mẫu thân nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác nói thiện không nói ác làm thiện không làm ác đứa bé đó mới chân thật trồng được thiện căn rất có đạo lý việc này không phải là mê tín không phải không phù hợp với khoa học đứa nhỏ vừa ra đời mắt của nó vừa mở ra cha mẹ chính là mô phạm cho chúng cho nên phàm hệ những việc bất thiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ xem thấy để trẻ nhỏ xem thấy thì bạn phải biểu diễn cái thiện phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm làm cho đứa bé xem đó chính là giáo dục đó để nó hiểu được luân lý biết được yêu người người trong nhà yêu nó nó cũng yêu người tương lai khi phát triển ra họ liền có thể yêu tất cả chúng sanh, yêu tất cả nhân dân. Cho nên, giáo dục của Thánh Hiền tôi quy kết thành một chữ, chính là giáo dục ái. Tôi vào nguyên đáng đầu năm năm nay tặng một chữ ái, đó là tặng cho toàn thế giới. Chúng ta đã in đại khái có khoảng mấy dạng tấm. Tổng thống Bush nước Mỹ cũng đã tặng cho ông một tấm. Cho nên ngày nay chúng ta phải đệ sướng toàn thế giới đôi bên. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau. Điều này phải tin tưởng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Mới có thể đem tai nạn của thế kỷ 21 hóa giải được. Muốn làm được giống như vậy, vậy thì thứ hai chính là giáo dục học đường. Thứ ba là giáo dục xã hội. Thứ tư là giáo dục tôn giáo làm tốt được bốn loại giáo dục này rồi thiên hạ thái bình tuổi trước hoàng đế nói thùy cũng nhi trị bạn xem trong lễ ký học ký đó là giáo dục triết học của trung quốc chúng ta một câu rất quan trọng trong đó kiến quốc quân nhân giáo học di tiên bạn xây dựng một quốc gia xây dựng một chính quyền bằng lãnh đạo lão ba tánh cả nước cái gì là quan trọng chính là giáo dục không phải vũ lực không phải cảnh sát không phải pháp luật giáo dục là quan trọng nhất giáo dục là dạy thứ gì vậy giáo hóa của thánh hiền giáo huấn của bậc thánh hiền vừa rồi tôi đã nói không phải học thuyết của chính các ngài là ngày thuận với thiên đạo chính là thuận với tự nhiên thuận với tự nhiên là rất khỏe mạnh trái với tự nhiên nhất định phải chịu tai nạn cho nên đạo của thánh hiền không phải là cá nhân họ chúng ta học với khổng tử có rất nhiều người nói anh đã bị khổng tử sọ mũi kéo đi rồi cái quan điểm này là sai lầm khổng tử chính mình nói rất rõ ràng Cả đời Ngài không sáng tạo, không phát minh. ngày là thuật di bất tác. Cái mà Ngài nói là cổ thánh tiên hiện truyền lại. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời tuy là giảng kinh hơn 300 hội, nói Pháp 49 năm, Ngài nói Ngài chưa từng nói câu nào, chưa từng nói một chữ. Nếu ai nói Ngài nói Pháp là vì bán Ngài. Chúng ta ở trong chú giải đệ kinh của Kinh Hoa Nghiêm, xem được chú giải của đại sư thanh lương ngài thanh lương vì chúng ta nói ra thích ca bao ni phật vì sao nói ngài không có nói một câu nào những gì ngài nói là cổ phật đã nói cũng là giống như không lão phu tử thuật mà không tác thích ca bao ni phật không có sáng tạo đều là người xưa truyền lại đời đời truyền lại người hiện tại ngay trong quan niệm là nhất định phải chính mình phát minh, chính mình sáng tạo mới đáng được kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo này chính là phiền não. Phật dạy chúng ta tham sân si mạng. Mạng chính là ngạo mạng. Đó là phiền não. Cái thứ này cần phải đoạn dứt. Hiện tại khi vừa mở miệng, vừa nhỏ xíu cũng đáng để kiêu ngạo. Kiêu mạng liền khởi lên thì làm sao được chứ? Cho nên, Thánh nhân dạy chúng ta là liêm hư cung kính. Nơi nơi đều phải nhẫn nhường. Đó là tùy thuận thiên đạo, tùy thuận tự nhiên. Quyết định không có tranh trước lo sao. Nơi nơi đều nhường nhịn. Ngày nay trên thế giới này, mọi người đều là cạnh tranh rất là dữ dội. Mỗi một người nhường một bước thì chẳng phải thiên hạ này thái bình rồi sao? Mỗi một người đều muốn tiến một bước Vậy thì phải máu đổ đầu rơi Chân thật là Loạn thế cùng thạnh thế Ở khoảng một điểm Cho nên Vì sao thế giới biến thành như thế này Chúng ta xem thấy Rất khó chịu Rất đau lòng Nguyên nhân chính là do đâu vậy Chúng ta đã quên mất đi giáo dục Chúng ta đã bỏ mất đi giáo huấn của Tổ Tông Đặc biệt là người Trung Quốc Giáo hóa của Tổ Tông Trung Quốc Có thể kéo dài đến 5.000 năm Hỏi bạn, kinh nghiệm này Sự tích lũy kinh nghiệm của họ Đó là kho báo của nhân loại Đó không chỉ là kho báo của riêng đất nước chúng ta Mà là của cả nhân loại Thật là thông minh Họ phát minh ra chữ viết Văn ngôn văn Chân ngôn văn là gì vậy? Là công cụ trí tuệ Truyền trao kinh nghiệm Người xưa Biết ngôn ngữ sẽ thay đổi Tùy theo thời đại mà thay đổi Người phương Tây Ngôn ngữ và văn tự của họ thống nhất Cho nên thư tịch cổ của phương Tây ngày nay Không có người hiểu Ngôn ngữ đã thay đổi rồi Xem không hiểu nổi Các nhà khảo cổ cũng chẳng có cách gì hiểu hết được Tổ tông Người Trung Quốc xưa thông minh thật Thật biết quan tâm đến thế hệ sau Phần ngôn ngữ và chữ viết thành hai phần Ngôn ngữ mặc cho bạn thay đổi thế nào Nhưng chữ viết không thay đổi Chữ viết vĩnh viễn không đổi Cho nên ngày nay bạn có thể đọc văn ngôn văn Không là phu tử người của hai ngàn năm trước Bạn thấy những văn tự này của Ngài Truyền lại đến ngày đây Vẫn giống như thông tin mặt đối mặt với nhau vậy Không bị hiểu sai ý nghĩa Điều này thật quá tuyệt đây là trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh mà cả thế giới không thể tìm có được cho nên đây là công cụ văn ngôn văn là công cụ bạn nắm được công cụ này rồi thì kinh nghiệm trí tuệ của con người mấy ngàn năm bạn hấp thu được hết cả rồi như vậy mà bạn học thêm cái hiện đại nữa thì thật là như Phật nói Ngang tận mười phương suốt cùng ba cõi Bạn thành tựu được hợp vấn viên mãn Trong đây có đồ chân thật Cho nên Khi chúng ta nói đến giáo dục Không thể bỏ mất đi người xưa Nếu như bỏ đi con đường đó Chúng ta mở ra con đường mới là rất khó thí dụ nói, chúng ta từ Hồng Kông đến Quảng Châu hiện tại đã mở ra một con đường cao tốc. Bạn đi con đường này chỉ 3 giờ thì đến. Tôi không đi. Tôi muốn mở riêng một con đường mới. Bạn chỉ ít cũng phải tốn 3 năm thời gian. Có đúng không? Bạn đi con đường của người xưa chẳng phải thuộc tiện lắm sao? Bạn không đi con đường của người xưa. Bạn đi mở một con đường mới. Chưa chắc tốt hơn con đường này. Những đạo lý các ngài, chỉ cần bạn thông hiểu, chỉ cần dân dữ, nhất định thế giới hòa bình thế giới đại đồng quyết định là xã hội an định nhân dân hạnh phúc bởi vì khởi tâm đồng niệm của họ họ không vì một người một nhà mà lo nghĩ họ đều vì thiên hạ quốc gia mà lo nghĩ thời xưa trung quốc gọi là thiên hạ chính là ngày nay gọi là thế giới họ không vì hiện tại mà lo nghĩ họ vì thế hệ sau mà lo nghĩ họ nghĩ rất xa đó chính là nói người có cái nhìn xa khoa học kỹ thuật trung quốc không phải không có chúng ta ở trong lịch sử xem thấy thời đại dương mãn người trung quốc đã được phi hành dù lượng bạn nói xem vào từ đó đã bắt đầu và cát lượng phát minh ra trâu cây ngựa gỗ cơ khí hóa vận chuyển vì sao sau khi họ chết đi những kỹ thuật này cũng đoạn dứt mà không phát triển nữa họ biết được phát triển ra loại kỹ thuật này nếu như không có đức hạnh rơi vào tay người có giả tâm lấy những công cụ này có thể mang đến cho thế giới tai nạn những nhà khoa học gia của phương Tây Nếu nhận qua giáo dục của Trung Quốc mà nói Họ cũng sẽ không đem những thứ này ra Einstein biết được nguyên lý của đạn nguyên tử Ông nhất định cũng không nói ra Ông sẽ bảo mật Cũng không tiết lộ thiên cơ Đây chính là chỗ khác nhau Trên tư tưởng của người Đông Phương với người Tây Phương Nhưng được giáo dục cũng khác nhau Người Trung Quốc Có trách nhiệm đối với lịch sử gánh giác trách nhiệm đối với tất cả chúng sanh. Người phương Tây thì hoàn toàn công lợi. Họ chỉ cần chính họ, không cần nghĩ đến cho nhiều như vậy. Không phải người Trung Quốc không thông minh. Thông minh tài trí của người Trung Quốc, hiện tại người ngoại quốc bội phục. Tôi là năm 1983 đến New York. khi ở New York giảng kinh Cư sĩ Thẩm Gia Trinh mời tôi Khi một nhóm cùng ngồi ăn cơm Có mấy người bạn Mỹ Nói với tôi Họ nói hiện tại Cách nhìn của người toàn Âu Mỹ chúng tôi Đối với người Trung Quốc Không giống như trước đây Họ nói toàn thế giới Nếu như từng người từng người mà so sánh Họ thừa nhận người trung quốc thứ nhất thông minh trí tuệ tài năng của người trung quốc họ đều rất bồi phục là đệ nhất từng người từng người mà so hai người so với hai người người do thái thứ nhất ba người so với ba người người nhật bản thứ nhất sau so cùng rất vui đùa mà nói người trung quốc của các vị vì sao mà không đoàn kết ngay lúc đó tôi cười nói trả lời họ một câu Tôi nói Thượng Đế an bài Họ đều ngẩn người ra Vì sao mà Thượng Đế an bài Bởi vì họ đều là tín đồ cơ đốc giáo Tôi nói Nếu như người Trung Quốc đoàn kết lại Thì các người còn có cơm ăn sao Mọi người đều cười rộ lên Đúng vậy, người Trung Quốc thông minh Họ đã biết được, đã phát hiện ra Thế nhưng họ xem thường người Trung Quốc Người Trung Quốc không đoàn kết tuy là lời nói cười đùa nhưng cũng có sự nhắc nhở đối với chúng ta người trung quốc đoàn kết lại sẽ không hại người ngoại quốc chỉ có thể cứu thế giới không phải hại thế giới bởi vì bạn đi xem lịch sử của trung quốc lịch sử mấy ngàn năm của trung quốc từ trước đến giờ chưa từng chiến tranh xâm lược qua nước khác không hề có thay triều đổi ngôi có đánh nhau mà không hề có đánh nhau ở trong đất nước của người khác không có trong lịch sử trung quốc cho dù ngày nay đảng cộng sản lãnh đạo tôi cũng tin tưởng họ cũng sẽ không đi đánh nhau với một đất nước bên ngoài có nguyên nhân lịch sử này cho nên người ngoại quốc cứ yên tâm đối với người trung quốc vì do họ xâm lấn người khác quen rồi cho rằng người trung quốc cũng là giống như họ vậy không hề giống nhau cho nên họ cứ lo lắng Bị hù gần như chết Chỉ là lo khi tương lai Trung Quốc cường thịnh lên Vậy thì sao? Báo thù Ngày trước họ ức hiếp Trung Quốc ức hiếp đến hai ba trăm năm Khi Trung Quốc cường thịnh lên thì rất lo lắng Nghĩ ra hết cách chướng ngại Không để cho Trung Quốc giàu mạnh Trên thực tế Trung Quốc giàu mạnh Mới chân thật bảo đảm hòa bình an ninh của toàn thế giới Bạn xem Trung Quốc ngày xưa việc này trong lịch sử mọi người xem thấy rất rõ ràng những quốc gia lân cận triều cống đối với trung quốc triều cống thời đó chính là hiện tại trên mặt ngoại giao tặng lễ lễ vật hồi báo của trung quốc vượt hơn của họ rất nhiều người trung quốc tuyệt đối không thể chiếm tiền nghi của người khác đó là gì là lễ giáo lễ phép qua lại người ta tặng lễ cho ta thì ta nhất định phải tặng nhiều hơn một chút đó là hậu đạo không được tặng lại ít hơn họ ít hơn họ là có lỗi với họ đó đều là giáo dục của thánh hiền từ nhỏ đã dạy thành rồi cho nên họ thực tế ra mà nói đối với trung quốc đã có văn hóa dân tộc tính truyền thống họ thật không hiểu rõ khi chân thật hiểu rõ rồi Họ sẽ an tâm Người Trung Quốc Trên thế giới thực tế ra mà nói Là quốc dân tốt nhất An phận giữ mình Cho nên Ngày này chúng ta gặp phải cái nạn này Gần 100 năm nay Đã bỏ mất đi giáo huấn của Tổ Tông Mù quán học theo người nước ngoài Chịu thiệt rất lớn giáo dục cố hữu của trung quốc thứ nhất là đức hạnh giáo dục đạo đức ngôn ngữ cũng bao gồm ở trong đức hạnh kế đến mới là giáo dục kỹ năng ngày nay chúng ta gọi là khoa học kỹ thuật kỹ năng lực để mưu sinh bạn ở trong xã hội có một nghề được khá tương lai bạn có thể kiếm sống được sau cùng mới là văn học mới là thưởng thức nghệ thuật đó là nâng cao tinh thần của chính bạn gọi là văn minh tinh thần trước tiên yêu cầu đời sống an định sau đó mới nâng cao văn minh tinh thần thế nhưng căn bản là đạo đức không có đạo đức xã hội này không thể an định cho nên ngày nay, Chủ tịch Giang Trạch Dân Trung Quốc đề xướng lấy đức trị quốc. Tôi tin tưởng, không những được nhân dân Trung Quốc quan nghênh, người trên toàn thế giới đều quan nghênh. Không những được người quan nghênh. Trung Quốc chúng ta, mỗi một chủng tộc, tổ tiên nhiều đời, đều tán thán họ. Việc này nói rõ là quỷ thần đều sẽ ủng hộ họ phương hướng này là chính xác nhất định không có sai lầm thế nên chúng ta tận tâm tận lực phối hợp với họ hy vọng thực tiễn lý luận quan niệm dùng đức trị quốc này xem trọng giáo dục đạo đức đem đạo đức này phổ biến đến toàn thế giới thế giới mới có hòa bình thế giới mới có an định cho nên ngày nay không nên phân chia nước này với nước kia nước này với nước kia vẽ ra một ranh giới đó không phải là tự nhiên do con người làm việc này trái với tự nhiên vì sao vậy bao gồm tất cả chúng sanh chỉ cần sống trên cái địa cầu này cái khoảng đất này chính là mọi người cùng có bạn có thể ở nơi đây thì tôi cũng có thể ở nơi đây đó là tự nhiên Con người có thể ở Chim thú cũng có thể ở Cây cối hoa cỏ cũng có thể ở Đó là tự nhiên Nhưng người Trung Quốc gọi đây là đạo hạnh Tuy là giới hạn Nhưng không có chấp trước Cái giới hạn này là giường nhà của tôi Bạn đến nhà của tôi Tôi rất quan nghênh bạn Bạn không thể nói Anh đến nhà tôi tôi sẽ bài trừ anh Không phải vậy Bất cứ người nào đến chỗ của tôi tôi đều hoan nghênh khi tôi đến chỗ của anh anh cũng hoan nghênh tuy có giới hạn chỉ cần không có chấp trước họ vẫn là tùy thuận tự nhiên giới hạn giữa nước này với nước khác nếu như nó không có chấp trước đến một đất nước nào đó còn phải xin thị thực gì đó chăng còn phải phiền não này còn phải thông qua hải quan không bạn nói xem thế giới đó đẹp biết bao đều là một quan niệm đạo đức chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta cùng sống với nhau trên địa cầu này nhất định là phải tôn trọng lẫn nhau cho nên người trung quốc nói đó là hòa bình hòa bình hai chữ này rất có đạo lý hòa là hòa thuận cùng ở với nhau chỉ cần sống ở trên cái địa cầu này cho dù là bạn là người da trắng người da vàng người da đen không chỉ là người nghĩ đến những loài cầm thú chúng ta đều là hòa thuận cùng ở với nhau ngay đến cỏ cây hoa lá cũng phải hòa thuận cùng ở dưới nó hoa là hòa thuận đó là mục tiêu nhân tố phương cách là gì bình đẳng nếu như bạn không có tâm bình đẳng thì không thể nói đến hòa thuận được làm gì có thể hòa chứ nếu chúng ta muốn hòa với toàn thế giới trước tiên chính mình phải có tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trên toàn thế giới tự nhiên liền có thể hòa không bình đẳng thì không thể nói đến hòa được cho nên người trung quốc cái danh từ này trong đây nó đã có nhân đã có quả hòa là quả báo bình là nhân chánh nhân trên thế giới kêu gọi hòa bình đã kêu gọi mấy ngàn năm rồi hòa bình vẫn không thể thực hiện do nguyên nhân gì vậy không biết dùng tâm bình đẳng đối với người thì làm gì có được hòa bình chứ cái đạo lý này chúng ta phải nghĩ nhiều một chút xem ba năm gần đây nhất tôi ở singapore singapore có bốn chủng tộc lớn khác nhau có chín tôn giáo khác nhau tôi đến nơi đó đã làm cho mọi người đoàn kết lại cùng rất hòa thuận với nhau biến thành người như một nhà dùng phương pháp gì vậy bình đẳng đối đãi cho nên tôi đến sư cơ giáo sư cơ giáo không có thần tượng họ cúng dường kinh điển ở ngay giữa đại điện cúng dường kinh điển họ lệ bái kinh điển trong phật pháp chúng ta lễ lạy tam bảo phật pháp tăng họ thì lạy pháp tôi bước vào cũng lạy vì sao vậy bạn bè lân cận tôi đến nhà của họ thì phải tôn kính tổ tông của họ phải kính người nhà của họ tôi không tôn kính họ thì làm sao họ tôn kính ta cho nên có một số người cảm thấy rất kỳ lạ pháp sư à vì sao ngài có thể lại thần của họ vậy tôi nói có rất nhiều tôn giáo đều nói chánh thần chỉ có một tôi thừa nhận chánh thần chỉ có một vì chánh thần đó họ có đại trí tuệ họ có đại thần thông có đại năng lực họ có thể phân thân bao gồm tất cả thần của các tôn giáo khác chỉ có một thần thôi ở trong phật giáo gọi là phật đà ở trong hồi giáo thì gọi là ala ở trong thiên chúa giáo thượng đế chỉ là một người vậy thì làm gì có chuyện cãi lộn phải không chẳng phải là bình lặng hay sao cho nên tôi xem thấy allah tôi cũng sẽ quỳ xuống lại vì sao vậy trong phật kinh giảng nói rất hay đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó đáng dùng thân phật để độ thì liền hiện thân phật để độ thì đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thì liền hiện thân đồng nam đồng nữ để độ bạn mở rộng ra đi đáng dùng thân a để độ thì không thể hiện thân a để độ hay sao đáng dùng thân cơ đốc để độ thì các ngài không hiện thân cơ đốc hay sao cho nên trong mắt của tôi khi tu giáo giêsu a la chi giáo đều là phật bồ tát hóa thân tôi nhìn thấy thì cung kính lễ lạy hoàn toàn bình đẳng họ cũng ở với tôi rất tốt nhất là tín đồ hồi giáo tín đồ thiên chúa giáo sư khơ giáo đối với tôi rất tốt kinh điển bình đẳng phật kinh chúng ta là đệ nhất kinh goran của họ cũng là đệ nhất cựu ước của cơ đốc giáo cũng là đệ nhất không có đệ nhị không thể nói ta thì đệ nhất các người đó đều không bằng như ta vậy thì sai rồi vì sao vậy thế giới vốn dĩ chính là đa nguyên việc này bạn phải khẳng định không phải là đơn nguyên là đa nguyên bắt đầu xem từ đâu từ thân thể thân thể đa nguyên nếu như nói là mắt của ta thí dụ như nói phật giáo của ta là con mắt mắt của ta là đệ nhất khi tu giáo là lỗ tai hồi giáo là lỗ mũi lỗ tai lỗ mũi là đệ vị đệ tam thì không ổn thì con người của bạn sẽ không bị bệnh hay sao Có phải không Ta chỉ có mắt Còn các cơ quan khác đều bị hư hết Bạn đi đến con đường chết Khi người khác hỏi bạn Con mắt của tôi đệ nhất Lỗ tai cũng đệ nhất Lỗ mũi cũng đệ nhất Mọi thứ đều đệ đề nhất Thì khỏe mạnh Cái đạo lý này phải hiểu Kịch nói này của tôi Họ cũng có thể nghe hiểu được Nó có đạo lý Cho nên tôi có thể Hòa thuận cùng ở chung với họ Thật giống như anh em, chị em ở trong nhà vậy thật không có phân biệt. Thời gian tôi ở đó không lâu, dân tộc Mã Lai ở đó, tộc Mã Lai mà đến hôm nay dựng đến một dấu hỏi đối với người Hoa, không tin tưởng, không tín nhiệm. Tôi đi đến nơi đó thời gian ngắn như vậy, khi người Mã Lai nhắc đến, thì hey, Pháp sư Tịnh không là người tốt, ngày lễ, ngày Tết đều đến tặng quà cho tôi, đều là người không quen, cho nên nói chúng ta dùng tâm chân thành đối với người dùng tâm bình đẳng đối với người dùng tâm thanh tịnh đối với người hồi báo của người là rất tốt Tính đồ hồi giáo rất là đáng yêu chúng ta đối tốt với họ một phần thì họ sẽ hồi báo lại hai ba phần không nên kết oán thù với người khác nếu như có hiểu lầm chúng ta phải tìm hiểu không lão phu tử đã nói phản cầu chưa kỹ Hiểu lầm do đâu mà ra Trước cuộc do nguyên nhân gì Ta trừ bỏ đi nguyên nhân Hiểu lầm sẽ được hóa giải Đó mới là cách giải quyết vấn đề Không nên nói là tất cả đều là do người khác không tốt Ta thì tốt Vậy thì không được rồi Đó là bao gồm tất cả vấn đề Lỗi lầm là do đâu Phạm hãy khi gặp phải vấn đề Chúng ta nhất định phải nghĩ lại xem Vấn đề này là do đâu mà phát sinh Chính mình phải phản tỉnh nhiều Việc này là quan trọng cho nên giáo huấn của thánh hiền không nên xem thường đó là cách nhìn của tôi đối với tất cả các tôn giáo là một nhà là một thần quan niệm lý luận này của tôi họ có thể tiếp nhận bởi vì vào thời xưa xã hội bị đóng cửa giao thông không thuận tiện rất nhiều người đến già chết mà không hề qua lại. Vì Thần muốn giáo hóa chúng sanh. Ở vào thời gian đó, ở một nơi nào đó, thì các ngài cần phải hiện ra một thân phận nào đó. Cũng như hiện tại, hiện tại hiện ra thân như vậy thì được. Ở vào lúc đó, hiện ra cái thân này, thì không cách gì giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong một tộc quần nào đó, thì họ nhất định hiện ra thân đó. Đó là nói lý. Khi mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau, họ nói lý mà. Khi vừa nói ra thì họ liền hiểu rõ. Hey, cách nghĩ này, nghĩ ra thật có đạo lý. Cho nên chúng ta đều là người một nhà Nơi nào có khó khăn Chúng ta lập tức tiếp ứng trợ giúp họ Cho nên rất nhiều tôn giáo Đều làm những việc từ thiện xã hội Đều làm được rất tốt Làm cô di viện, viện dưỡng lão, bệnh viện, xây trường học Chúng ta đều đến quyên góp Cho nên có người mắng tôi Tiền mà tín đồ cúng cho ông Ông lại mang đem đi cho người ngoại đạo Tôi liền nói với họ là Tôi nói đó là Thích Ca Mâu Ni Phật Dạy cho tôi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tôi thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tư nhiếp Pháp Tư nhiếp Pháp đó là gì vậy? Tư nhiếp Pháp chính là Pháp giao tế quan hệ giữa con người và con người Hiện tại gọi là Pháp giao tế Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta Làm thế nào để giao tế? Giao tế có bốn phương pháp Thứ nhất Chính là bố thí Bố thí đó nếu dùng lời hiện tại mà nói là Mời khách tặng quà Cho nên bố thí này cùng với bố thí trong lục độ Là cách nói không giống nhau Bạn qua lại với người Việc đầu tiên bạn phải xây dựng tình cảm Ê, Tặng quà bố thí Thứ hai là ái ngữ Ái ngữ là bạn chân thật quan tâm đến họ Chân thật có tâm yêu thương mà chăm sóc họ Thứ ba là đồng sự Hiện tại họ làm những việc phúc lợi, có lợi ích cho xã hội. Chúng ta tùy hỷ. Chúng ta tham dự, cùng làm với họ. Họ làm một câu như diện, chúng ta cũng phải làm. Họ đã làm xong rồi, vậy chúng ta đến giúp họ. Cũng giống như nói, hiện tại làm kinh tế, ta gia nhập cổ đông như thi chú giáo đến châu Phi để giúp đỡ những người bệnh khổ. Họ có một đoàn trị liệu đi đến nơi đó. Tôi nghe nói, tôi liền tặng 5 vạn đồng cho phí thuốc men. Sau đó vị nữ tu nói với tôi, cô nói phương tiện đi lại ở nơi đó rất khó khăn. Cô nói Pháp Sư, ngài có thể tặng một xe cứu thương hay không? Tôi nói, được. Liền tặng cho cô một chiếc xe cứu thương. Chúng ta không cách gì đến được Phi Châu để làm những việc tốt này. Họ đi làm, ta tham dự cổ đông. Vậy thì có gì không tốt đâu. Nói ra cũng có lý đó mà cho nên có một số người tâm lượng nhỏ hẹp phật biệt chấp trước đó là tự tạo phiền não không phải giải quyết vấn đề cho nên tôi không phân chủng tộc không phân tôn giáo một bậc bình đẳng hy vọng mỗi một nhà tôn giáo mỗi một truyền giáo sư đều có thể mở rộng tâm lượng cùng đồng hợp tác để mong cầu thế giới hòa bình làm cho xã hội an định thế giới hòa bình Chúng ta phải làm thế nào để thực tiễn? Chúng ta làm những việc này. Cho nên sự kiện 11 tháng 9 ở nước Mỹ do xử lý không thỏa đáng. Sự việc xảy ra cũng sắp gần một tháng, tháng rồi. Làm thế nào thu dọn? Nếu như việc này làm không được tốt, dừng khởi quán thù của các quốc gia Hồi giáo đối với Anh Mỹ, đó là vấn đề to lớn. Vì thì, đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ rất có thể tự do đây mà phát khởi. Cho nên từ sự kiện này, người Mỹ phải nên cố gắng suy xét lại. Tốn nhiều tiền như vậy để phát triển vũ khí, cũng không ít gì. Không bằng đem số tiền đó mà cứu giúp những nhân dân khổ nạn trên toàn thế giới. Nước Mỹ là người lãnh đạo thế giới. Cho nên bao nhiêu năm nay, tôi thường hay nói, hy vọng nước Mỹ không nên làm cảnh sát, nên làm ông già Noel. Ai mà không thích <laughs> chút ông già <nhà> Noel <laughs> Có phải không Bạn làm cảnh sát <laughs> Trẻ nhỏ xem thấy cảnh sát rồi Đều chạy mất đều trốn đi <laughs> Có phải không Nơi nơi đều tặng quà Vào lúc trước Tôi giảng kinh cũng thường hay nhắc đến Là tôi rất cảm khái mà nói Tôi nói nước Mỹ ở hàng chiến Cuộc chiến ở hàng Tốn hết 8 ức 8 ức đó nếu như là đem tặng cho Nam Bắc Hàn Nam Bắc Hàn đương nhiên nghe lời Bạn đem nhiều quà tặng cho họ như vậy Bạn đối với họ tốt như vậy Thì mọi người làm sao không tôn kính bạn Khi bạn đánh qua Tốn nhiều tiền đến như vậy Kết thêm quán thụ Đến đời nào Thì bạn mới có thể hóa giải hết Sai rồi Việc chiến hơn 20 năm Tốn hơn 80 ức mươi ức Nếu như cứu trợ cho Nam Bắc Việt Cứu trợ Campuchia Cái khu vực này Bạn đối với người có ân huệ Không nên có quán cừu Cừu hận thì không thể nào kết thúc Nên bố thí ân huệ cho người khác Đó mới là giải quyết vấn đề các vị từ nơi công việc truyền bá văn hóa đó là từ nơi giáo dục xã hội. Hiện tại giáo dục xã hội, thành thật bà nói, bạn xem thử truyền hình báo chí, tạp chí, Internet, quỷ hoại thế giới. Tối hôm qua tôi giảng kinh cũng có nói đến người nào có thể cứu giảng được thế giới này. Có hai hàng người. Một là người lãnh đạo quốc gia. Ngoài ra một người chính là người môi giới truyền hình phát thanh viên hai hạng người này có thể quỷ diệt thế giới này cũng có thể cứu vãn thế giới này chỉ mỗi ngày phát thanh viên tiếp xúc với dân chúng đúng không có ngày nào là không ảnh hưởng không sai không sai đó là sự ảnh hưởng thầm lặng không sai ảnh hưởng quá to lớn chúng tôi là ký giả tin tức đều cảm thấy trách nhiệm rất nặng một đoạn dân chương có sự sai lệch mà nói thì ảnh hưởng của nó sẽ không thể lường được. Cho nên tôi đối với những người phát thanh viên vì thị trường, vì phát triển mà không từ một thủ đoạn nào, tôi cảm thấy đó là tạo nghiệp rất nặng. Khi thực quan niệm này của họ vẫn là sai lầm. Nếu bạn đi con đường chánh đáng thì đừng sợ không có thị trường. Không chừng thị trường còn nhiều hơn, lớn hơn. Họ không hề nghĩ đến vấn đề này. Tôi có cảm thọ này, tôi đã ở nước Mỹ một năm. Nước Mỹ quốc gia này rất lý thú. Họ một mặt thì rất địa sướng các dân tộc cùng tồn tại. Ngày xem qua chính sách di dân, họ thu hút được những người tốt nhất qua đó. Cho nên ở New York, đều có người ở trên toàn thế giới, người tài khoa nhất đều có. Thế nhưng một mặt khác thì sao? Cũng có một số người, họ luôn luôn không khuất phục giống như mấy phần tử khủng bố họ sống ở nước mỹ rất nhiều năm rồi họ vẫn không thể hòa nhập được với xã hội đó lòng oán hận đó vẫn luôn luôn duy trì rất nhiều năm đều đang lên kế hoạch làm thế nào để làm nổ hai tòa cao ốc đó cho nên tôi cảm thấy nước mỹ tại vì sao một mặt thì họ có loại chính sách có thể dung nạp các dân tộc khác thì nhưng mặt khác thì lại không thể tiêu trừ có một số người trong lòng họ một loại oán hận cuối cùng tạo thành tai nạn này tôi cứ nghĩ mãi mà không nghĩ ra vấn đề này vấn đề này chính là khi vừa mở đầu đã nói đó là vấn đề nhân quả sau đại chiến thứ hai nước mỹ ở trên toàn thế giới kết quán thù quá sâu phát động những chiến tranh này ở trong chiến tranh người vô cớ tử vong quá nhiều những người tử vong này thì rất có thể đầu thai đến nước mỹ đến nước mỹ để làm gì báo thù họ đến để báo quán cho nên bà nghĩ xem chính mình mạnh thế nào kẻ địch vào trong nhà của bạn làm con cái của bạn, làm cháu chắc của bạn, thì bạn làm thế nào, có phải không? Việc này người Trung Quốc chúng ta hiểu, người ngoại quốc không hiểu, họ đầu thai vào trong nhà của bạn thì bạn phải làm sao? Có phải không? Việc này người Trung Quốc chúng ta hiểu, người ngoại quốc không hiểu, họ đầu thai vào trong nhà của bạn thì bạn phải làm sao? Cho nên Triều Nhà Thanh có một câu chuyện ở Trạo Nhà Thanh. Họ dịp xích Đa La, việc này ngài biết không? Có phải vậy không? Bạn xem Trào Nhà Thanh khi mới dựng nước, thế lực mạnh mẽ, đem tiêu diệt hết tộc diệp Xích Đa La. Tù trưởng của họ phát ra một lời đại nguyện. Dân tộc này của ta, chỉ cần còn sót lại một người nữ, cũng phải báo thù. Người nữ đó chính là Từ Hy Thái Hậu. Cho nên Từ Hy Thái Hậu diệt trào mãn thanh này là báo thù đó mà dẫn khí của họ rất thạnh nên có thể có được hơn 200 năm. Họ không dám động đến bạn. Đợi khi dẫn khí của bạn suy rồi thì họ đến. Họ có thể đợi đến sau 200 năm đến để báo thù bạn. Lòng quán hận này thật rất dễ sợ. Cho nên người ngoại quốc họ không hiểu được đạo lý này. Hôm nay những phần tử khủng bố này của bạn là ai vậy? đều là quan gia trái chủ của bạn nhà phật chúng ta gọi là quan gia trái chủ những phần tử khủng bố này vì sao họ không đến một quốc gia khác khu vực khác để đáo loạn vì sao họ đến chỗ của bạn là quan gia trái chủ của bạn vì họ không có quan gia trái chủ với người khác Hãy dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ mail vọng tây cư sĩ amoc gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc đêm công đức này trang thi gọi trước vờ trên đỉnh bổ dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ.